Tao mày nó thôi, làm cái nhau với mày luôn. Chết đau lắm. Đau lắm mà, tao làm gì? Mày không muốn bảo mày nghe nhiều, mày im mày áo đi, mày đừng cãi nhau mày nữa. Thôi, mày thôi, mày đưa con bà con mày đi, mà nói ít thôi, biến vào. Từ đầu đến giờ chưa sai một cái gì nhá. Chưa sai, mày biết là nó chưa sai. Tao ấy tao biết, hiểu chưa? Bênh cái đéo thì nó. Nó con gái, mẹ thân thân con gái ở đây, nó ở xa xôi, nó về đây mẹ nó sống, nó chưa đủ nhục. Nếu à? Mà vợ tao ok thì tao vẫn ok với nó, còn vợ tao là đéo có cái tình thì tao đéo có nghĩa thì thôi. Mày thấy con mày khổ à? Khổ vì tao à? Chả khổ vì mày. Ừ, khổ vì tao thôi, mày đéo nói nữa. Không khổ vì cái thằng mẹ mày. Mày là cái thằng đéo là gì, mày hiểu chưa? Chưa phải là tao còn đéo nghe ai nữa, tất nhiên mày vợ. Được rồi, mày nhớ nhá. Mày nhớ câu này, mẹ còn bây giờ ấy, tao lên kia làm, tao đéo vào tao ở đây với mày nữa. Lần này là lần cuối cùng em nói câu này, không ngờ thì em bước chân về đây nữa. Tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi để tìm được anh hào quang. Dù gặp bao trong gai khó khăn vẫn không nản lòng. Tình anh em ta như tri kỷ bao năm nguyện luôn ghi nhớ suốt đời. Tình anh em ta chẳng mò. À, tức là mày thấy mày vẫn làm. Bà Pha. Anh uống cái gì? Trà hay trà? Trà đi ơi, Pha. Trà xôi nhá. Trà xôi cho chị ấy. Mày vào tao bảo. Mày đi đâu vậy? Mày vào tao bảo. Cái gì nữa? Ngồi đây. Cái mày thế nào mày cãi nhau với vợ mày? Trời ơi mày. Mày mẹ. Mẹ đéo đi. Mày lại bắt đầu lý do là mày mệt. Tao nghe hết câu chuyện mọi người nói rồi đấy. Lo muốn làm về làm lấy cái thêm cho con đó, mày nói xỉa xói làm gì? Chỉ số gì đâu, tao bảo là mày thân mày thấy không? Mày bảo nó là có đúng là mày bảo nó là mày về đi chơi thằng khác rồi đúng không? Đó. Vâng. À, đúng không? Mày như kiểu dở mẹ rồi. Lúc đầu mình nói này nói nọ, hôm nay lại giờ thì nói đi. Hay đi đâu? Hôm nay có đầu. Bắt đầu lại có đầu là mày mẹ lại cái câu ý mẹ. Mày biết mày nói câu ý tao bao nhiêu lần được không? Đó à? Gì? Bây giờ mày thôi, mày cãi tao đi. Tao không thích nói chuyện. Tao không muốn nói gì mày hiểu không? Nhưng mày hôm nay mày tự nhiên nói thế, mày phải quá đáng không? Có đáng chuyện của vợ chồng tao mày. Bây giờ mày và tao phải thật là tao với mày cũng vừa mới xong. Vừa mới ấy xong, tao không thích nói chuyện mày rồi, tí nữa tao lại mệt. Xong rồi lại cãi nhau. Mày hiểu ý, hiểu không? Bây giờ nó là vợ mày, mẹ đi nói nó là về với thằng khác. Xong mày nói là mày đưa con mày về đây, mày bắt nó ở nhà, thế mới được ạ? Câu chuyện của tao bây giờ nhá. Tao mày mới ok xong thì thôi, anh em mình vẫn ok. Bây giờ nếu mà ok thì bây giờ mày, vợ chồng mày có ok được không? Đây là chuyện của tao, mày cãi tao, mày cứ phải nói vào xong một tí nữa lại bắt đầu cãi nhau. Mày thế thì tao nói mày đúng ngang mà không hiểu à? Bây giờ mẹ mày như thế mày đéo một câu nói mày lại nói là mẹ đây là chuyện của mày. Mày không biết từ chắc. Anh ơi! Mày không biết là làm sao tao với nó mày thế. Mày không phải gọi ra đây, không phải gọi ra đây. Đánh ơi ra anh bảo. Ra anh bảo thằng hai vợ chồng mày nói thẳng với nhau luôn. Mẹ mà mai về làm giấy khai sinh cho con nhá. Nó đến ngày để nó làm giấy rồi mày bắt đầu mày giả chứng gì? Mày có lên mày ký tên mày mới chính là cái thằng viết vào cái tờ giấy ấy. Có nghĩa là như này, anh như là vẫn mang cái thằng này đi làm giấy khai sinh nhưng mà tao hiểu. Muốn lấy thả cái thanh này ở đấy. Tao hiểu, lấy anh em nói rồi, hiểu chưa?
còn đây em bảo đi, mày con mày bây giờ mày đưa vợ mày lên về làm giấy khai sinh rồi hai đứa mày làm thì làm sao? Đúng ạ. Đúng ạ. Mày từ ở ngoài mày hứa với tao như nào, hôm nay mày lại bắt đầu mày như thế. Tôi đang nhiều người trong nhà bừng quá. Từ đầu mày hứa với tao như nào mà giờ mẹ như thế. Tao bảo là anh em mình làm lại từ đầu chứ tao không bảo làm lại, nhưng mà đấy nó cũng là vì câu chuyện này ra, nó không phải là mẹ tao với mày, hiểu chưa? Thì bây giờ cái này nó cũng liên quan đến cả tao nữa. Mày làm thế thì mày làm thế thì mình nhổ mà tao. Nhổ cái gì? Chuyện của tao và mày nó khác. Đừng bảo khác. Xong là xong. Mày đừng bảo khác. Thôi mày ở đây. Nếu tao với mày không vì cái ra thì có phải như thế à? Có phải tao đi một nơi mày một nơi không? Thôi thôi. Thì tao đã không muốn là như thế nữa. Thì mày, thế nhưng tại sao hôm nay mày lại bắt đầu mày? Thôi anh em mày. Hôm nay ngã mồm thôi xong rồi mày cãi nhau. Thôi. Sao hôm nay là đầu mày tao chuyện là chuyện của tao với vợ tao. Nó không liên quan gì đến anh em và tao cũng không muốn nói chuyện với anh em từ đầu rồi. Tao đã anh tôi em... đã cho anh em cũng tôi rồi nhưng mà đéo ai tôi. Anh em nó đéo nói được mày hiểu chưa? Thì chuyện của tao thì mày cứ để tao là phải giải quyết. Thế mày bây giờ mày anh chuyện của anh là anh để em đi về như thế à? Cứ phải để mày cứ để tao phải nói to lên không để đấy đại các bà ra. Thế ba bà này. Thế tao hỏi mày không nói được tao một câu à? Mày các bà này. Vợ chồng nhá, bây giờ là vợ là đàn bà ấy, là phụ nữ là để yêu thương, thấy chưa? Chứ đừng nay mắng mai chửi nhá. Cấm được chửi, cấm được đánh vợ, mà vợ đi làm giấy tờ cho con là phải để cho vợ đi làm giấy tờ khai sinh cho con. Không phải là ghen tuông cái việc vớ vẩn nhá, thấy chưa? Đấy, là con thì kia rồi còn ghen tuông cái gì? Nó về cũng là cấm. Bây giờ bà bảo anh ấy bảo con về là con về nhà mẹ con luôn, đừng bao giờ con về đây nữa. Đấy, lại thế ạ. Thế thì thôi. Mẹ, thế thì sao đừng ra bảo bà ngoại nhà mẹ ơi cho con xin đón mẹ con vợ con mẹ con. Con chung là phần đoán. Ừ, con phần đoán. Nhớ đấy. Mẹ nó chỉ cần đi cho một tháng hay là nửa tháng cái tháng ồn này. Mẹ lên bà là cái bếp đấy, là nó sửa đấy. Nó có trông lâu bà, nó ừ. Tranh nó cứ đòi bế nhưng không bế đâu. Bà bảo bây giờ thằng này hơn 1 tuổi rồi, chưa làm giấy khai sinh cai thủng gì. Bây giờ ốm đau bệnh tật thì đi bệnh viện kiểu gì? Thế đi bệnh viện lời nhờ, nằm viện là 10 triệu. Ừ ở đây. Thế bây giờ đằng nào cũng là các bà ở hàng thôi không? Ở đây, ba người lớn. Mày ra mày giải quyết tập ra cho xong rồi. Em làm gì có tội với anh nào, anh nói đi xem nào. Nào mẹ ơi, các em mới ngoài luôn. Em có đầu lắm. Bắt đầu lắm bà ra đây làm gì? Bà vào ra đi. Nhưng mà tao bà cũng được. Bà cũng cháu bà mới ra đây mà nói luôn chứ em không được nói bà như thế. Bà mày còn nói được như thế hả? Tao không muốn bà đâu phải nghe nhiều nữa. Bây giờ thôi bà mày nghe, mày không muốn bà mày nghe nhiều. Mày im mày ảo đi, mày đừng cãi nhau mày nữa. Bây giờ nó chỉ nghĩ một mình nó thôi, nó không nghĩ cho ai nữa đâu. Con đài nhá. Con khôn mà không muốn thì còn cứ nay này khác, mai này khác. Nó đã ra xin mày đàng hoàng, nó về nó làm giấy khai sinh cho con. Mày còn nói nó như thế. Mẹ phải cái con mà nó đéo là gì thì nó kệ, nó đéo phải nói gì với mày. Tuy nhiên là thôi, không nói nữa, không ai phải giải thích nữa. Là xong. Nói cho mày hiểu ý. Thôi mày về đi, mày tôi bây giờ mày về. Mày không cần phải đuổi. Mày cái lúc tao không đuổi, tao không muốn đuổi nữa. Mày không nói nhưng mày bây giờ mày phải hiểu vợ con mày. Mày tao còn biết là này nhá, hôm nay tao mới biết ấy, mày là mày ở nhà ấy, mày còn đéo để ý đến con mày. À, bây giờ mày sảnh cái là mày lại đi thò ra ngoài mày chơi. Mày về không nói nữa. Cái đầu óc mày như là sắt đá ấy. Đấy nó bảo con chồng ngoái, con chồng ngoái được cái gì? Tốt cho mày như là như thế nào nữa? Tao lo con mày chứ. Cái mặt mày bây giờ tao thèm gì, tao lo con mày.
Đây bạn tao tập máy. Bây giờ nuôi một đứa con không phải là đơn giản đâu. Còn mày cũng nghĩ là mày là ông tướng đi. Tao mà phải là lo. Thôi. Không nói đâu, mày có chừng được không? Mày có nghĩ để làm lên nước á? Mày không tấm được nó nói. Thế anh để nó ốm cả dòng một tuần nay thì anh có nghĩ không? Anh có như thế không? Anh có hay là anh có ca bốn hay anh có sơn? Anh có sơn chói để con không? Mày có xuống đi chơi được không? Thôi cái gì? Thế lúc còn ốm con đau ai nói gì? Anh có đã làm gì cho nó chưa? Hay là đến bây giờ con bây giờ nó muốn đi viện, nó không có giấy khai sinh thì nó đi viện. Đó là vì con, vì anh mở lại thì anh phải nghĩ. Con nói nhiều thì không ai. Ra đều ra đi. Nếu mà đéo có vợ mày, con mày không bây giờ không có nhiều ngày này đâu. Nhiều hiểu không hết. Nói tốt cho đừng có mà cau cái mặt lên. Nói cho mẹ cái mặt mẹ đừng cau lên. Chứ mày đéo nói nữa đi là xong. Mẹ mày cũng có nhiều. Ok cháu, cháu đang nói cho nó hiểu. Hiểu gì đấy. Cháu về là sẽ thành cô ạ. Mai tôi đưa nó đi. Mày đưa nó đi, mày có đưa nó về không? Mày hiểu như này. Mày bảo là tất cả im đi, đừng phải tất mày cả. Mày đưa nó đi, mày có đưa nó về không? Hay mày vứt nó ở đây? Mày đưa mà hay không việc của tao, không đeo là việc của mày nữa. Mày là thế gì? Thế ai người ta còn nói là gì đấy mày? Mày thôi, nói lên ông tí lại bắt đầu. Mày đang vừa thôi. Tí lại đâu mày lại là bảo thế này thế bọn anh em thì là thế bọn chuyện của tao thà mày không nói gì thì anh em vẫn ok. Chuyện của tao mày biết là chuyện riêng của tao, không ai nói được tao. Này, ý này là để coi anh em là vừa thôi, coi vợ con mày đi nhá. Đừng có quan trọng tao quá, lo vợ con mày đi kìa. Cái gì? Này. Anh em cái đéo ấy. Quan trọng vợ con tao là phải như nào tao mới quan trọng. Này. Nó từ đầu đến giờ nó chưa sai một cái gì nhá. Chưa sai mày biết là nó chưa sai. Tao ấy tao biết nó. Hiểu chưa? Bênh cái đéo thì nó. Nó con gái mẹ thân bênh. Thân con gái ở đây nó ở xa xôi nó về đây mẹ nó sống nó chưa đủ nhục. Nếu mà vợ tao ok thì tao vẫn đã ok với nó. Còn vợ tao là đéo có cái tình thì tao đéo anh nghĩa thì thôi. Tình nghĩa mày chỉ ra phất cái bạn bè nữa mày hiểu chưa? Tao đéo cần. Mày cứ coi trọng bạn bè mày á, bạn bè không tốt đâu. Bây giờ có tiền thì nó dùng quê mày. Đéo cần gì, mày đéo cần gì. Xong là đi nhà có cái con đường à. Mẹ nạn rồi, lúc đấy bà gọi bà đến ngay lúc đấy anh. Con gái này bọn con chung mình mày ơi. Bạn đâu? Bà cứ vào đi. Bà anh bảo bà vào. Chưa bà vào anh. Không phải là anh em muốn cãi nhau mày, hiểu không? Nhưng mà vừa nãy mày nói với vợ mày cái câu mà mày bảo là đưa xuống Hà Nội xong để nó ghế luôn. Em muốn ghế chùa xong luôn. Là anh em không thích. Em muốn ghế chùa xong cả luôn. Cả người không đồng ý cái câu mày nói cái câu như thế, mày hiểu chưa? Em xong luôn. Xong luôn thì... Này! Xong luôn thì mày để con mày ở với nó đi. Không phải. À. Bởi vì nhá. Thế thì đừng mong có giấy khai sinh, phải chưa? Đừng mong có giấy khai sinh. Và nó cũng đéo mang họ của mày. Làm bố mà đéo nó giằng mình cho con. Một mình cái tranh nó đi làm giấy khai sinh được. Nhưng mà anh không bao mang được. Ai ta quý mà được. Ta vẫn bảo là cả ba mình nữa. Con đi làm giấy khai sinh cho. Bây giờ nhá, em nói này, nó mà thích nhá, bố mẹ nó mà biết nhá. Nó đi làm mẹ nó thân bình thường. Đúng. Trả thân anh. Còn anh không nghĩ bản thân anh. Có đất ký rồi thế. Ra tòa không ai đồng ý thôi. Cho thằng bố nuôi cả. Ở với nhau... Chờ cái mẹ có người à. Ở với nhau mấy năm rồi, mãi được đứa con không? Giờ đéo còn muốn để nó khai sinh đàng hoàng. Nó tao đây ấy. Mẹ nó không nuôi được, mình được nuôi. Nhưng cô đừng nói
chẳng nhẽ cứ để nó kéo bố 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 mẹ mãi như được. Tóm lại là mày cho con mày nó cuộc sống mỹ mãn đi. Tao đéo thích quá tao như thế. Mày thôi, mày đừng nói nhiều nữa. Nói thì nói cho đàng hoàng. Câu nào là câu không đàng hoàng. Mày cứ nói cái kiểu miên man cái đéo gì. Mày thấy con mày khổ không? À. Khổ vì tao à? Chả khổ vì mày. Ừ, khổ vì tao. Thôi mày đéo nói nữa. Không khổ vì cái mặt mày. Mày mày là cái thằng đéo là gì mày hiểu chưa? Biết. Xong xuôi. Tao là mày nhị à? Tốt nhiên mày mày nói cho mẹ mày thẳng ra nhá. Ở với tao mẹ sống thẳng lên. Ta đéo là tao sống lệch. Còn ta nó bảo là thôi chuyện gia đình ta mày đại. Thế mày tao mày biết nói cái gì? Mày nói ra. Mày cứ bảo nói hết đi. Thế là sống lệch cái đéo gì? Mọi người nhìn tao. Thế mày hứa với tao đi là tao hứa với mày là bà đấy anh em mình làm lại đàng hoàng. Thế tao đéo bảo là mày làm lại đàng hoàng. Vợ chồng mày có làm hoàng không? Mày dạy đời cái gì đâu. Chẳng qua là anh ý muốn tôi xoay. Mày vào. Em không vào luôn. Bây giờ anh muốn làm đi. Mai yêu con phải quay xong rồi mày cũng ở nhà mình luôn. Là xong. Chẳng qua anh ý ở đây anh em mình ý anh mới nói thôi. Mà tao dạy đời thì mày thôi mình thôi mày không. Mày tệ mày đéo ở nhà mày lo con mày đi. Tao mày đéo mày đéo gì. Tao hết cả lòng. Này không phải đau đầu rồi. Bản thân anh tự nghĩ như thế thôi. Nói đi. Em chẳng có gì phải ý ở bây giờ anh ý ở đây anh nói như thế đúng rồi sao anh phải nói như thế. Chúng mày bé ngủ thôi. Nếu mà mày là thằng biết nghĩ thì con tao mày có bao giờ phải nói không? Tao đéo mày nhỉ. Mày mà đi. Mày à này mà mất đi ông. Tao nói nhiều. À bây giờ mày không nghe ai đúng không kia? Tao đéo nghe ai. Chưa ở đây tao có đéo nghe ai nữa. Có nghe mày bà. Được rồi. À mày nhớ nhá. Mày nhớ câu này mẹ còn bây giờ ấy. Tao lên kia làm. Tao đéo mà tao ở đây với mày nữa. À, bây giờ không coi nhau là gì thôi. Mẹ tốt nhất thì đưa ai đi với anh. Được rồi. Anh Nga, lần này là lần cuối cùng em nói câu này. Không ngờ thì em bước chân về đây nữa. Tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi để tìm được anh hào quang. Dù gặp bao trong gai khó khăn vẫn không nản lòng. Tình anh em ta như tri kỷ bao năm nguyện luôn ghi nhớ suốt đời. Núi cao có mòn, tình anh em ta trắng mòn. Anh em nói chuyện với nhau. Có chuyện đấy bây giờ xong mày lại bỏ đi. Dở. Còn bây giờ mẹ vợ chồng mày tự lo, tao không bao giờ nói một câu gì nữa. Thôi. Phải thế rồi, anh em vài câu thôi. Tức thì vài câu rồi nói anh em rồi. Mày chết rồi. Quái quá. Con nó đang đây. Ôi trời ơi. Được ngày nào hay ngày đấy. Quê nó coi cháu ra gì không? Mẹ nó đã hứa với cháu như thế rồi. Bây giờ nó thất hứa. Ôi cái cháu này nó về kìa. Vừa hôm trước nói như nào không giờ bạn này như vậy rồi. Có đi về rồi nhỉ? Vừa qua là qua cái đâu. Đấy tại vì vợ chồng em bây giờ là mày như thế này. Ê khổ. Không hiểu là anh như thế nào đây. Vừa qua bắt tay nhau xong. Hôm nay lại cãi nhau. Con này chả ra. Chán quá rồi. Mà anh cũng chẳng coi em là một cái gì hết. Có bố có mẹ phải hơn không? Chết. Ôi chứ mẹ nó không về thì thôi. Con chứ mẹ nó làm. Mình thế nào mình vẫn phải khuyên nó. Thế nào nó đầy đủ như này. Mẹ nó làm kéo nghe. Con dù gì cả. Nghe thì vẫn phải khuyên. Thế chú mà không khuyên được chú thôi chú nói làm cái gì. Chú vào ngủ đi. Thế tao làm cái chanh cho nó. Chú đi. Xong rồi tía lại điếc ở tai. Tao bảo là kéo. Ai thì phải là ai vừa vào gọi nó lên đây. Gì của anh biết là vừa cãi nhau với nó xong rồi anh ấy xuống anh chơi chiều nào cả xuống không xuống thì lại kêu là không xuống mà xuống thì lại
gọi là muốn nó muốn tốt cho bạn, bạn giờ bạn cứ toàn suy nghĩ kiểu gì xong bạn cãi nhau vừa mới qua nói xong. Anh em mình tôi đã không muốn nói với anh em, kể cả như anh em trong team tôi còn vừa phải đi. Rồi cứ phải nói đi nói lại xong rồi tí xong rồi lại bảo là anh em. Dạ, à, bạn đấy tiếng nói của bạn chứ. Bố mặn mặn phát ra nó chả đi về. Thì nó vào đây chơi, nó thấy cái sự việc như thế này nó chả nói mày à. Vừa hôm qua kia mày nói mày à, thế này thì em xin lỗi nó kiểu gì nữa. Em đã bảo là đừng ai đọc vào gia đình em nữa, để cho bọn em tự giải quyết. Thằng cứ thế này thì nói đi rồi lại. Đấy, cứ thằng mấy em nó về em lời đâu vài câu lời rồi nó đi về. Thế là mày cũng chuẩn. Vợ con như thế. Anh biết cái gì mà không chuẩn. Chuyện của bọn em không chuẩn. Thế mà không có cái chuyện kia thì nếu là em phải như này thì phải khổ. Tao nói thật nhá, mày cứ thử hỏi cả cái làng, cả cái huyện này xem. Xem có ai như mày không? Xem có ai người ta nghe câu chuyện mày, người ta có bức xúc không? Câu chuyện như là vợ nhắn tin với thằng khác. Như thế cặp bồ như thế thì mẹ không bức xúc à? Không bức xúc vì chó bức xúc của ai? Anh nói cả mỗi cái tin nhắn. Mỗi cái tin nhắn anh nhắn tin với thằng khác như thế anh chưa được không? Mà hỏi cả cái làng, hỏi cả cái làng này á. Làm cách nào sáng mai nếu mà nó mà mang tranh đi. Tối mai mai tôi đi, chúng mày đi đâu? Đi biết được giờ giấc nào? Báo tranh báo. Báo được. Không đi thôi sẽ khác. Giờ một thằng ngủ trên một thằng một người ngủ dưới biết được à? Chỉ có chú ấy, chú ở phòng bên ấy. Chú để ý vào. Bao tranh nó dậy mà mở cửa ra thì nó chả kêu tiếng à. Cháu ngủ trên tầng 3 anh em thì biết làm sao được. Trên tầng 3 khó nghe, chỉ còn chú ở phòng bên chú nghe tiếng tiếng cửa mở thì chú phải gọi con cháu dậy. Nếu mà không mai mà không để ý nha, chắc chắn tranh nó phải ở nhà. Tranh nó về ngoại rồi. Vì đâu chẳng nghe nó ngủ với tranh à? Toàn giờ ơi! Sao chú không ra? Phải khổ nhục. Tao chú ra. Trong chú á. Mày làm chuyện chú ngạc. Mày biết cái đeo gì? Thế là chú là phải đi trông vợ chồng này, nhà cháu. Mày nói cái câu chuyện. Đi đâu đi?